giá vàng tăng mạnh nhất 6 tháng, nhắm tới đích 2.000 đô la một ounce. Sau khi chỉ làm nền cho các tài sản khác trong gần suốt năm 2021, vàng đột ngột vụt sáng lấp lánh, đang trên đường chiếm lại mốc cao kỷ lục trên 2.000 đô la một ounce của năm 2020. Giá vàng đã bắt đầu chu kỳ tăng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường ngóng chờ cuộc họp chính sách tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, với dự đoán các vấn đề được quan tâm hàng đầu sẽ là lạm phát và việc làm. Giá tuần này tăng mạnh nhất 6 tháng. Giá vàng trong tuần này tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 do lo ngại lạm phát gia tăng, khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào mua tài sản an toàn. Giá vàng giao ngay tại phiên ngày 12 tháng 11 tăng 0,3% lên 1.866,87 đô la một ounce. Tính chung cả tuần tăng khoảng 2,8%, nhiều nhất trong vòng 6 tháng. Vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,3% lên 1.868,5 đô la một ounce. Lạm phát giá tiêu dùng ở Mỹ tháng 10 tăng mạnh nhất trong vòng 3 thập kỷ và có thể sẽ ở mức rất cao trong năm 2022, đang nung nóng thị trường vàng. Tính từ ngày 3 tháng 11 đến nay, giá vàng đã tăng 110 đô la một ounce do lo sợ về lạm phát gia tăng vượt tầm kiểm soát, trong khi các ngân hàng trung ương chủ chốt vẫn tái cam kết duy trì lãi suất ở mức thấp trong thời điểm hiện tại. Giá vàng trong nước tuần này cũng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Kết thúc phiên ngày 12 tháng 11, giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 60-60,72 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ở mức 60-60,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tính chung cả tuần, giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng một lượng. Có thời điểm trong phiên vừa qua, giá vàng giảm 1%, nhưng đó là do các nhà giao dịch chốt lời sau đợt giá tăng một cách kinh ngạc. Về mặt logic, nếu bạn không thấy cái gì lạ khi giá một thứ gì đó tăng 100 đô la, thì bạn thật là ngu ngốc. Philip Strabo, chiến lược gia thị trường của Blue Line cho biết, chiến lược gia thị trường cấp cao của công ty RGO Future, Bob Hypercon cho biết, thị trường đang hoảng sợ với số liệu CPI tháng 10 tăng cao. Giới đầu tư xem vàng như một loại tài sản an toàn có thể chống lại rủi ro lạm phát. Một điều đáng chú ý nữa là giá vàng vừa qua tăng không ngừng nghỉ, bất chấp có những phiên đồng đô la giảm mạnh, cho thấy dường như không có gì cản trở được đà tăng của giá vàng lúc này. Các nhà phân tích của Société Générale dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 1.950 đô la một ounce trong quý đầu tiên của năm 2022, với cam kết mới từ Cục Dự trữ Liên bang để hỗ trợ nền kinh tế dù lạm phát tăng cao. Đích hướng tới là giá 2.000 đô la. Nhà phân tích Warren Venkatas của Daily FX cho biết, lạm phát là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Chúng ta đang thấy kỳ vọng lạm phát tăng vượt xa xu hướng lãi suất. Đó là cơ sở để tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đà hồi phục vào cuối năm nay. Ở thời điểm này, tôi đang rất lạc quan. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng đang có các cơ sở hoàn hảo cho một đợt tăng giá. Bên cạnh đó, lạm phát nóng hơn dự kiến và kéo dài sẽ giúp đẩy giá vàng tăng hơn nữa. Do đó, ông Venkatas cho rằng có khả năng rất cao là vàng sẽ bước vào đợt tăng giá mạnh vào cuối năm nay và các tác động vòng 2 sẽ giúp giá vàng tăng kéo dài đến nửa cuối năm 2022. Lạm phát cao như hiện tại dự báo sẽ duy trì trong 6 tháng tới hoặc còn lâu hơn nữa, kéo dài hơn so với dự báo ban đầu. Các nhà đầu tư bắt đầu dấy lên kỳ vọng rằng giá vàng năm 2022 có thể trở lại mức cao kỷ lục trên 2.000 đô la một ounce như năm 2020, khi kim loại quý này bắt kịp các tài sản khác về độ nóng. Khả năng đó có thể xảy ra bởi vàng vốn luôn lấp lánh mỗi khi lạm phát nóng lên. Vàng đã đóng vai phụ trong thời gian qua, làm nền cho những hàng hóa khác. Song, vàng có thể bắt kịp các hàng hóa đó về mức độ tăng giá. Có rất nhiều yếu tố cơ bản đang hậu thuẫn giá vàng, ông Venkatas giải thích. Theo ông Venkatas, một đối thủ cạnh tranh chính đối với vàng lúc này là Bitcoin. Mọi người đã đổ xô vào tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa lạm phát tiềm ẩn, làm giảm đi sức hấp dẫn của vàng. Thêm vào đó, độ lấp lánh của vàng như một nơi trú ẩn an toàn cũng đã bị làm mờ bởi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đang giảm mạnh. Về triển vọng giá vàng cuối năm 2021, vị chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ leo lên mức 1.916 đô la một ounce. Cho đến nay, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã thuyết phục được các thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ kiên nhẫn trong việc tăng lãi suất, ưu tiên mục tiêu toàn dụng lao động hơn là chống lại lạm phát cao. Nhưng các thị trường thường có xu hướng phản ứng quá mức với các dữ liệu, nhất là lạm phát,
Và đó là lý do tại sao thị trường một lần nữa lại dấy lên những kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất. Mọi thứ đều phụ thuộc vào dữ liệu, ông Venkatas nói. Trước cuộc họp tháng 12, số liệu lạm phát và việc làm sẽ là chìa khóa quan trọng trả lời cho các đáp án về giá vàng. Cuộc họp tháng 12 của Fed cũng sẽ tiết lộ về biểu đồ dot plot, là biểu đồ thể hiện kỳ vọng của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ FOMC về mức lãi suất mà Fed đưa ra và các dự báo kinh tế mới nhất. Từ đó bức tranh về kinh tế vĩ mô sẽ dần được sáng tỏ. Nhà phân tích Venkatas nói thêm rằng lạm phát càng dai dẳng thì giá vàng càng tăng. Vì thế, vàng có xu hướng tăng giá bởi trong lịch sử, chúng ta thấy vàng luôn tăng giá khi lạm phát dai dẳng chứ không phải là khi lạm phát chỉ tăng trong một khoảng thời gian ngắn. Ông Venkatas cho rằng Fed sẽ chưa nâng lãi suất trước tháng 9 năm 2022, thậm chí có thể là đến tháng 12 năm 2022. Tại Việt Nam, lạm phát sẽ xảy ra, tiền sẽ lại đổ vào bất động sản. Khi một nguồn tiền lớn đổ vào nền kinh tế, tất yếu sẽ dẫn tới sự tăng giá của bất động sản. Giá căn hộ chung cư sẽ bị đẩy tăng vì khan hiếm quỹ đất, thì đất nền vẫn được coi là kênh giữ tiền an toàn. Sự mất giá của đồng tiền và lạm phát tại Việt Nam sẽ xảy ra vào cuối năm 2022 và bước sang năm 2023. Thực tế đó là điều không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn, nhanh hay chậm. Cơ sở của nhận định này đến từ việc kho bạc nhà nước đang đẩy mạnh hoạt động mua ngoại tệ. Đây là một động thái để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, giúp dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam mạnh mẽ hơn. Thứ hai, chương trình phục hồi nền kinh tế với quy mô 800.000 tỷ đồng dự kiến sẽ được bơm vào nền kinh tế. Thứ ba, tiền ảo tăng cao kỷ lục. Nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã dần chấp nhận sự có mặt của đồng tiền này và xem đây là một kênh đầu tư giống như chứng khoán và thời điểm này rót tiền vào đầu tư. Thứ tư, theo số liệu thống kê, có 1 triệu tài khoản chứng khoán được mở trong 10 tháng năm 2021. Như vậy, vì Covid-19 nên nhiều người không dám đầu tư sản xuất mà tính đến kênh đầu tư nhanh. Thứ năm, giá xăng dầu tiếp tục tăng cao trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế, nhu cầu đi lại giao thương, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Thứ sáu, nguyên vật liệu xây dựng tăng phi mã, làm doanh nghiệp khó chồng khó. Các công trình bắt đầu triển khai xây dựng lại do gói đầu tư công được giải ngân. Các dự án được tiếp tục khi không còn giãn cách do Covid-19. Thứ bảy, giá vàng đến ngày 11 tháng 11 năm 2021 tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng một lượng. Đó chỉ là một vài tín hiệu cơ bản để thấy được lượng tiền trong thời gian tới sẽ có sự chuyển biến và nhảy múa như thế nào. Liên quan đến dự báo về mốc thời gian lạm phát sẽ xảy ra, Việt Nam bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 muộn hơn nhiều nước. Đây chính là lý do mà mốc thời gian lạm phát bùng nổ vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023 khi lượng tiền lớn bơm vào nền kinh tế. Lượng tiền sẽ bao gồm nguồn vốn của nhà nước gồm đầu tư công, gói phục hồi nền kinh tế, an sinh xã hội, nguồn vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam. Đánh giá về tác động của lượng tiền bơm mạnh vào nền kinh tế, nhiều chuyên gia nhận định rằng hạ tầng sẽ được xây dựng nhiều hơn, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đầu tư và thu hút nguồn vốn, giá nguyên vật liệu, nhân công, v.v. tiếp tục tăng cao. Vậy, tác động liên hoàn này sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản như thế nào? Các chuyên gia nhận định giá chung cư sẽ tăng cao, ngay cả thời điểm hiện tại, các căn hộ mới có mức giá 1,5 tỷ đồng hầu như đã tuyệt chủng ở Hà Nội. Các dự án không được phê duyệt mới, trong khi quỹ đất ở trung tâm thành phố không còn nhiều. Các dự án đất nền sẽ thu hút người dân rút tiền tiết kiệm và mua vào. Đưa ra nhận định về xu hướng bất động sản trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng đất nền, bất động sản du lịch và bất động sản khu công nghiệp sẽ là phân khúc có tín hiệu tích cực. Nếu như đất nền được coi là kênh đầu tư giữ tiền tốt, thì bất động sản du lịch sẽ được cởi trói sau khi chương trình tiêm vaccine được phủ rộng và người dân có nhu cầu đi nhiều hơn sau thời gian bị gông cùm. Trong khi đó, bất động sản công nghiệp lại hấp dẫn bởi đón làn sóng dự án bất động sản.